Rồi, kính thưa bà con Thì hãm gà có nhiều bà con mình nói chung là Xem video em là đang cập nhật bên vấn đề Của quy trình làm trái Nó thì hôm nay em bận rộn này kia đồ Em sẽ chích ra cái thời gian buổi tối như vậy Để em quay cái đám cây con của em hôm nay ương sao rồi Thì à, lại gần đây xíu Thì nói chung là đặt hẩm Mua cái bo nó nhỏ xíu Mà nay nói chung là cũng khá là ok Bà con mình thấy rõ không đó, Nói chung là bo này là em ương cái lúc 25 nó ương cái lúc mà 25 tháng Duyên uh, Rồi bạn 25 tháng 2 à, ổ, 25 tháng 12 Tới giờ là 25 tháng 12, 25 tháng Duyên, 25 tháng 2, 25 tháng 3 Là nói chung là 2 tháng rưỡi đâu con? đó con Nó là ương 2 tháng rưỡi Nó mình ương như vậy Có nhiều bà con mình hỏi ương gì ngon không Thì nói chung là bây giờ là bộ rễ nó đã ra, ra bó bầu hết rồi Nó và cái quy trình chăm sóc 2 tháng rưỡi này của em như thế nào Thì em sẽ chia sẻ cho bà con mình như thế này là đặc hãm gà em có làm một cái kênh uh, tiktok quang đạt uh, sầu riêng là kênh tiktok ha có gì bà con mình lên xem video ngắn những lúc mà em xịt thuốc uh, những cái bộ thuốc như là manh nha kẽm này kia đồ nó là từ lúc mà em chồng tới giờ là hai tháng gửi là em chỉ mới xịt một cử sâu dưới rầy nó sâu dưới rầy một cử duy nhất nó cho nên là tình trạng đang bị mà gọi là sâu cắn nào con nó cho con mình lại gần đây nó <laughs> tình trạng đang bị sâu cắn nào con mình thấy không? nó đang bị sâu cắn nè nó bị lủng lỗ nè với có một số trường hợp mà nó bị bọ cánh cứng cắn rồi con nó là cắn nó sẽ lủng lỗ như thế này đó bà con mình đang gặp cái tình trạng như vậy là rất là nhiều ha đó bọ cánh cứng đó <laughs> rồi đây 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 lại đây có con bọ cánh cứng luôn từ từ rồi lại đây cho con mình coi cái con bọ cánh cứng nè nó đây là bà con mình bắt canh cảnh luôn bà con mình đang gặp cái tình trạng cái con này nó cắn lủng lá sầu riêng nè chứ gì đó nó đang cắn nè nó hôm nay là em làm video này là để chia sẻ cho con mình cái con bọ này bây giờ mình sẽ làm sao nó rồi cho nó bay đi nói chung mà mình nếu mà mình trồng số lượng nhiều là buổi tối là mình sẽ đi gọi là mua một cái chai hút mà gọi là sông hơi là nó có sẽ có cái gốc brofenot đại, đại diện cái chai hút đó bà con mình cố gắng lắng nghe nha là cái chai xe đét gông xe gông của công ty sinta là bà con mình sẽ mua cái chai đó và bà con mình sẽ pha đi xịt tầm lúc 6 giờ chiều là nó mới có cái con hồi nãy cho bà con mình xem là bà con mình sẽ mua cái chai đó là pha được 5 bình Là mình sẽ xịt nói chung là à, Cách nhau khoảng 4-5 ngày gì đó Mình xịt y chang sau rầy đó nhưng mà thì mình sẽ xịt ban đêm Để xua đuổi những cái con bọ cánh cứng hồi nãy cho nó bay đi Đó là cái cách để quản lý bọ cánh cứng để cho nó đừng có bị cắn lủng lỗ như thế này ha Đó là cái thứ nhất Và cái cái mà để mà mình chăm sóc Cái quy trình mà cái cây con Nó là cái lúc mà Mình sẽ à, à, Có mô sẵn rồi Thì quy cách mô là đái à, 2 mét cao 1 mét 2 mặt mô 1 mét là mình sẽ mua ví dụ như bây giờ mình sẽ mua cái cây nhỏ về nó là mình không ương nha mình trồng luôn là bà con mình sẽ cố gắng như thế này là ít bữa sẽ kiếm cái clip nào thực tế cho con mình hôm nay là chỉ nói chuyện và để chia sẻ như vậy thôi là bà con mình sẽ về bà con mình sẽ có mua đồ sẵn mình sẽ xử lý voi hoặc là mình sẽ xử lý lân cho nó hạ phèn này kia đồ xong hết trơn rồi là mình tầm khoảng mình mua cây về khoảng 10 tới 15 ngày sau mình hãy đem ra mình trồng ha thì uh, lúc mà mình đem ra mình trồng thì mua mình đã xử lý voi này kia đồ hết rồi mình sẽ bón lót cho nó bằng cái gọi là hữu cơ hữu cơ dạng bột nha con nó mình sẽ gãi trên cái mặt mô một cái xong rồi mình sẽ sóc đất lại heo con sóc đất lại xong mình sẽ xé bầu xuống như vậy nó xong rồi mình sẽ bươi bươi cái gãy đứt ra nó xong rồi mình sẽ đặt xuống nó, ví dụ mà gãy đít mà nó có xe lọn xe lọn thì mình cố gắng mình cắt luôn gãy đít đó luôn nó rồi mình sẽ bươi bươi gỡ bầu ra và mình cái lúc mà cái mô mình có hỗn hợp hết trơn ha nó mình sẽ đặt xuống mình sẽ dung đất lên và mình sẽ nói chung hán nắng nhiều quá nếu mà trồng ngày hán nắng mình lắp luôn cái cổ rễ lại luôn nó lắp như thế này còn mà cái tháng mà cái tháng mà mưa thì mình sẽ chừa lên bầu mà một phân như vậy cho em là để cái tình trạng đựng cho nó bị ngập cái cổ rễ ha em sẽ làm cái clip hôm nay là lý thuyết để nói diễn giải làm sao cho bà con mình đang chuẩn bị trồng để cho bà con mình hiểu còn mà để thực hành thì tầm khoảng một tháng rưỡi nữa sau khi em thu hoạch trái sầu riêng hết rồi em sẽ đem cái đám cây ương này ra em sẽ trồng và em sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết từng tập cho tới mà tập 4 năm tuổi nó cho bà con mình để bà con mình à, hình dung ở chăm sóc như thế nào cử hút nào xịt này xịt kia đồ rồi trở lại cái vấn đề mà cái là mình trồng xong rồi phải không nó bây giờ vấn đề mà để mà xịt thuốc ở trước khi trồng bà con mình sẽ nhúng cho em cái hỗn hợp là một chai atunis một chai tẹt vigo là hai hỗn hợp đó rất là dễ mua trên thị trường là cứ việc cho em là 10 tới 15 cc tẹt vigo 10 tới 15 cc atunis nó tẹt là cái chai đó là để ngừa tiếng trùng và đặc trị tiếng trùng và chai Atonis là để kích thích bộ rễ tơ cho nó đâm ra để ăn cục đất đó ha nó thì mình đã nhúng hồng hợp đó vô xong rồi mình sẽ đặt vô mình sẽ gom đất lại mình trồng nó xong rồi nói chung là tầm khoảng 10 ngày sau là bắt đầu mình mới chăm sóc dinh dưỡng dạng nước dinh dưỡng dạng nước uh, như là các dạng như là humic là đây cho bà con mình coi cái chai này là đại diện nhau con nó cho bà con mình coi nè humic là nó sẽ có cái ký hiệu nó là Acid humic nó mình hay không Acid humic là nói chung là cái bịch humic trên thị trường của mình á là mình sẽ mua một cái chai acid humic ờ mình sẽ mua một bịch humic về, mình sẽ trộn với mình sẽ trộn hỗn hợp như thế này để mình chăm sóc cái cây mà 10 ngày sau mình sẽ chăm sóc là 2 kg hữu cơ là một 2 kg hữu cơ với mò 200 g humic, mình sẽ ngâm vô cái xô 20 kg, mình sẽ tưới cho tầm khoảng 15 cây nhỏ như thế này, mới trồng nha, 15 tới 20 cây nhỏ như thế này. 2 kg hữu cơ, 100 g humic mình tư cho 15 cây nhỏ này này, nếu mà muốn ngon nữa, đừng có sợ, bỏ vô cho em 50g DB. 50g là một nắm lở tay vậy cho hỗn hợp đó là mình sẽ tưới lật hơn. Là tưới cho em 20 tới 25 cây. Đó là nói chung là mình sẽ ngâm vô cái xô bê mà 10 kg ha. nó thì mình sẽ tưới định kỳ như vậy là 15 ngày, từ 10 đến 15 ngày tưới một lần. Là mình tưới như vậy cho tới cây 3 tháng. nó 3 tháng là nó bự như thế này là bắt đầu mình sẽ cho ăn à, hữu cơ riêng. À, đó, hôm nay em sẽ hướng dẫn quy trình từ lúc mà mới trồng cho tới 6 tháng rồi ha. Rồi quy trình từ 6 tháng như thế nào em sẽ cập nhật cho bà con mình ở đó, ở clip sau. Đó. Rồi nếu mà cái cây như vậy lọt qua 3 tháng, mình đã nó phát triển tốt như vậy, mình sẽ gã hữu cơ là 3 tháng mình sẽ gã cho em tầm khoảng 300 g hữu cơ. Nó gã trên mặt môi như thế này. Nó mình tưới cho nó ngon lành đàng hoàng 7 ngày sau là bắt đầu. Nếu mà có điều kiện bà con mình có thể mua những cái dạng như là à, dạng như là xô tưới Hero nè hoặc là mấy xô bill z về tưới vẫn được đó rồi hoặc là mình sẽ mua các dạng ví dụ như xô alibat này đi nó có cái công thức chủ yếu là hằng dinh dưỡng đa chung quy lượng nè sắt kẽm bo ma ha đó thì những cái loại đó là để cung cấp cho cái bộ rễ đang cho nó phát triển nhau con đó rồi nếu mà mình đã nếu mà trên 3 tháng là mình sẽ tưới cái liều lượng như vậy à, kiểu như là cái liều lượng mà ví dụ như đại diện luôn ví dụ như một cái chai amino về mình về mình vừa mua xịt trên lá và mình vừa kết hợp tưới dưới gốc vẫn được hoặc là cái cái chai dạng amino dạng đạm cá vẫn tưới được nhưng mà khuyến cáo nếu mà bà con mình mua như thế này thì sợ nhiều khi nó mắc nó tại vì bà con mình mua 5 lít thì nó tầm khoảng ví dụ như chai này 135.000 là một lít mà bà con mình mua 5 lít thì ví dụ là 500 tới 700.000 nếu mà mua hàng này tới 700.000 bà con mình mua can 5 lít thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 500 mấy 600 thì vẫn tưới được bình thường đó rồi thì trở lại cái vấn đề mà mình tưới dinh dưỡng qua 3 tháng thì mình vẫn gãi uh, gã hữu cơ xong rồi 7 ngày sau mình sẽ tưới cái hàng dinh dưỡng cái dạng như nãy em mới nói xong rồi 7 ngày sau nhấp nhẹ dùm em 50 g 30 10 gãi luôn nếu cây sầu riêng mà có chết em chịu đừng có gãi trong đây nha gãi trong đây nó sẽ chết gãi quanh ghìa tăng lá như thế này 50 g hoặc là nếu mà sợ nhiều nữa gã cho em 25 g đó là nói chung là một nắm lỡ bằng khoảng một cái ly uống nước của mình thôi ly uống nước trà thôi ha đó là bài mình chăm sóc định kỳ trên 3 tháng là ngày một tay là mình sẽ gãi hữu cơ à, 7 tay là mình sẽ tưới humic nè tưới humic hoặc là tưới cát xô nè hoặc là tưới humic đậm cá chẳng được nè xong rồi ngày 14 tây là mình đi quá học xong rồi mình quay lại ngày một tây mình đi hữu cơ nếu mà tình trạng trong một tháng đó cây nó tốt quá mình sẽ giờ lên năm tây rồi mình sẽ làm cái quy trình là ba bước là bước đầu tiên cho ăn hữu cơ nè bước thứ hai kích thích bộ rễ nè bước thứ ba cho ăn quá học đó là quy trình em chăm sóc cây 3 tháng cho tới 6 tháng nó và trở lên vẫn y chang vậy mà liều lượng từ từ nó sẽ tăng dần tăng dần lên ha đó rồi trở lại cái vấn đề mà để quản lý sâu rầy ở trên cái cây sầu riêng con nó thì mình sẽ có những cái dòng như là hàng hàng sau như là dạng sau 1.9 nè nó còn bịt dày em hết rồi em không có cái thành phần nhưng mà đa số cái thành phần của hàng uh, rầy xanh là sẽ thành phần thia Thomas Sam em nói cực kỳ chậm để cho bà con mình kiếm mua ha thia Thomas Sam Acetamuric là kiểu như là ký hiệu Acetamuric bà con mình nhấn dừng màn hình sạch lên Google A C E nó thành phần hút gầy ACE là nó sẽ ra thành phần hút gầy Acetamuric và thành phần imiyaro. Imiaris là bà con mình dừng màn hình lên sạch Imiaris nó là ba thành phần ha humaxam, Sam, acetorid, là thành phần cấp táp nè rồi sẽ có thành phần như là Dinofen nó nói chung là ra mà cửa hàng cứ nó bán một bịch gầy một bịch gầy 100 trăm bà con mình chia cho em bốn bình và kết hợp với tầm khoảng 20 cc 1.9 hoặc là 3.6 hoặc là các dạng sâu nó dạng chai đó rồi mình sẽ đó là sâu dĩ gầy để quản lý sâu rầy rồi nó cắn nè ha nó rồi để em kiếm cái lá gầy hình như là không không có lá gầy nhưng mà đặc biệt cái con bọ cánh cứng nó nó mới cắn rồi và đặc biệt cái con bọ cánh cứng này kia rồi mình sẽ xịt riêng cái chai xét gông đó rồi sẽ mình sẽ kết hợp xịt sau này sẽ kết hợp xịt các dạng như là siêu ma kẽm nó hoặc là ma kẽm nó hai dòng này là em đang bán trên sàn sản phẩm tiktok shop uh, của gọi là của, của 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 quang đạt sầu riêng nó và con mình lên tiktok sẽ thấy mấy cái dòng sản phẩm này em đang bán đang review những video em bán ha nó là mình sẽ hoặc là vua bung đọt này kia đầu đó, đây là em sẽ có hai cái bộ đôi. Nói chung là em rất là tin tưởng và sử dụng để cho chăm sóc cây con, quy trình chăm sóc cây con. Nó bộ đôi này, hai bộ đôi này mình sẽ kết hợp ví dụ như mình xịt bình 20 lít nước thì mình tầm khoảng 25 cc này, 25 cc này là 50 cc cho một bình điện. Nó hoặc là cho một bình máy vẫn được. Bên đây cũng vậy, 25 cc này, 25 cc này là kết hợp mình xịt là lúc nào cái đọt mình nó cũng sẽ đi đọt này kia đồ. Nói chung là dàn cây em là nó đang hết đi đọt ha. Đó. Rồi, nếu mà cái trường hợp mà muốn ok nữa bà con mình sử dụng, ví dụ mà lá nó hơi vàng vàng mát mát, bà con mình có thể sử dụng một gói cơm bi ha. Là gói cơm bi này bà con mình cho 100 lít nước cho em xịt lúc mà cái, ví dụ như mình xịt ba bốn đợt quỷ này rồi mình sẽ xịt một đợt sau cái này kèm với cơm bi ha. Rồi, ok đây là những dòng sản phẩm em giới thiệu và sẽ giới thiệu riêng về những dòng sản phẩm mà gọi là trái lá để chia sẻ cho bà con mình thì bà con mình hỏi ở giờ trái lá quá sao là ở đây gọi trái lá cho bà con mình xem đó em cũng có những cây cây mà bị trái lá như thế này đó là nguyên nhân trái lá là do cái gì là do mình sẽ đem ra mình trồng nó sẽ bị cái thời gian mình mình trồng á nó sẽ bị nắng nóng này kia đồ nói chung nó ở trong mát quen rồi mà mình đem ra mình trồng á nó sẽ bị bị nắng nóng này kia đồ thì bà con mình hỏi có nên sẽ thuốc bệnh hay không nếu mà được bà con mình mua cho em một bịch minh về pha cho em 100 lít nước có nghĩa là một bịch đó bà con mình xịt bốn bình nó là xịt để cho nó gọi là hạn chế vấn đề mà gọi là trái ăn lan lên nó đây là cái lá này nó sẽ còn bị trái ăn lan lên tại vì do cái vết bệnh mà cái vết ngăn nào con mình thấy không nó là nó đang còn bệnh ha đó còn mà cái vết mà gọi là nó hết bệnh á là nó sẽ trắng xét lại luôn em kia kiếm mà có cái lá nào trắng xét lại luôn không ha đây cái vết mà nó đỡ hết bệnh rồi con nó nó sẽ trắng xét lại luôn nhưng mà nó vẫn còn vết ngăn nó thì cái gốc hút bệnh đối với cây nhỏ đó, là bà con mình chỉ cần mua hàng gold với anh cha con bà con mình hai phiên hàng đó để xịt nó từ từ cây lớn lên em sẽ cập nhật chi tiết nhất có thể để chia sẻ cho bà con bà con mình nó nói chung là em không có thời gian nhưng mà nhiều người góp ý kiến là cố gắng ra cho em cái video mà thảm đám cây em ương như thế nào thì hôm nay em sẽ ra video như thế này sẽ cố gắng để chia sẻ cái gì đó cụ thể nhất có thể để cho bà con mình cố gắng làm nó còn em thì em một mình em em không thể nào mà lo đến nỗi mà ba bốn trăm người này kia đồ để tư vấn hết được cũng rất mong không phải là mình nói ở đây là mình chảnh này kia đồ là kiểu như là mình uh, kiểu như em là một mình em là nói chung bản thân bà con mình đổi lại với em đi là một mình mình mà mình nói chuyện một hai người tầm khoảng 15 phút thôi mà mình nói mấy trăm người nói chung là uh, nói chung là nó rất là đau họng này kia rồi nói chung là hơi mệt thiệt nói chung em cũng có thời gian riêng tư đi đám tiệc này kia rồi nói chung là em cố gắng em sẽ làm video cập nhật lên đây để cho bà con mình coi và học hỏi tham khảo như những cái nãy giờ em chia sẻ cho bà con mình quy trình chăm sóc cây con từ lúc mới trồng cho tới mà lúc 6 tháng rồi từ từ em sẽ ra thêm cái video mà từ lúc mà 6 tháng cho tới như thế nào nhưng mà em sẽ chia sẻ ở đây là để cho những người nào đang chuẩn bị chồng mà đang xem clip em được nó cố gắng mình có thể quên thì mình tua đi tua lại để coi như thế nào để mình trồng và chăm sóc thì cái đám cây này em sẽ dự định tầm khoảng là tháng tư là tháng tư là em sẽ uh, tháng tư là em sẽ đem ra xuống giống thì lúc đó em sẽ cố gắng cập nhật lại cho con mình ha nó cái này cái kia đâu còn bây giờ thì những cái kinh nghiệm của em đã chia sẻ trên đây cho con mình rồi rất mong bà con mình đăng ký kênh và ủng hộ nó rồi vấn đề mà cập nhật về vấn đề nước tưới bà con mình cố gắng lúc mà trồng cây bà con mình tháng nắng này bà con mình tưới ngày nào cũng tưới nhưng mà một ngày mình tưới 10 phút một ngày mình tưới 5 phút ngày tưới 10 phút duy trì cái độ ẩm ở trên trước khi tưới nếu mà sợ dư nước bà con mình cứ chọt cái uh, vô khoảng hai ba lóng tay chọt vô dít lên coi coi ở trong độ ẩm coi coi nó còn khô hay là nó ướt này kia đồ nếu mà biểu hiện biểu, biểu, hiện của sự mà trái lá nhiều là sợ bị vấn đề bị thiếu nước Nói nha thiếu nước sẽ trái lá còn mà bị mà vàng lá ú gũ không đi đọt là dư nước nha con nói em nhấn mạnh vậy chỉ hai nguyên nhân vậy bà con nào đang xem tới giai đoạn này là bà con mình nhớ nha nó trái lá là thiếu nước mà vàng lá là sẽ bị sói rễ dư nước nó lượng nước tưới cũng rất là quan trọng bà con mình cố gắng làm sao duy trì cái lượng nước tưới giữ ẩm cho cây mình và cỏ đồ này ví dụ cỏ này kia đồ lên thì bà con mình phát ngang phát ngang nó và mình úp lại góc luôn là là rất là ok đó rồi nói chung là để em sẽ coi những cái comment bà con mình như thế nào là để làm cái content để em là kiểu như để em sản xuất ra những cái video mà để chia sẻ thực tế nhất cho bà con mình đó rất mong bà con mình đăng ký kênh ủng hộ và bây giờ bà con mình cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh còn giờ thì em xin hẹn gặp lại bà con mình ở video sau em sẽ cố gắng chia sẻ những cái gì mà em biết hay không con còn giờ thì bye bye bà con mình